Quý vị và các bạn thân mến, khi tới với thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên của tỉnh Bắc Giang thì tôi đang được cảm nhận một không khí khá thoáng mát tại đây. Mì gạo là một món ăn khá quen thuộc đối với nhiều người. Tuy nhiên, mì gạo Châu Sơn được nhiều du khách gần xa khen ngợi bởi hương vị đặc trưng của nó. Và tôi thì đang khá tò mò, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Mì gạo Châu Sơn, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, nơi phân bố thôn Châu Sơn, huyện Tân Yên với gần 100 hộ sản xuất. Xem bao nhiêu cân nào? 30 cân. Anh ơi, vậy thì khoảng 30 cân gạo thì mình sẽ sản xuất được khoảng bao nhiêu cân mì ạ? Mỗi một cân gạo thì sản xuất ra được 9 lạng mì. Thế còn cách chọn gạo để làm mì thì sao anh? Ra sợi mì ngon là phải khâu chọn gạo là quan trọng nhất đầu tiên. Thứ nhất là giống, là phải giống là Khang Tân 18. Hạt gạo phải trắng, trong, sạch và đều, đều hạt thì nó sẽ ra được sợi mì là ngon. Là bây giờ đổ gạo vào trong bể xong rồi vo sạch nước. Nước bao giờ trong nước thì bắt đầu là mình ngâm khoảng gỡ 2 đến 3 tiếng thì mình cho vào máy xay bột mình xay. Vậy là gạo sau khi được ngâm khoảng 3 tiếng thì sẽ cho vào đây để xay. Sau khi gạo được xay ra thì cái nước bột này sẽ được tiến hành để làm mì luôn đúng không anh? Không, khi xay, trong cái này thì mình xay ra mình còn lọc. Lọc xong thì mình sẽ cho lên ép. Ép xong mình sẽ ủ trong vòng 12 tiếng. Đến sáng hôm sau mình sẽ đùn cho lên ra thành mì đấy. Thì khi cắt mì thì cũng có một độ dài nhất định. Mì ở đây thì sẽ cắt khoảng 80 phân. Chị ơi, những sợi mì khô thế này đã được chưa? Đủ tiêu chuẩn để cắt chưa chị? Sợi mì như này cầm mà sợi lỡ giòn, mà khô lỡ trong sợi là sẽ đã được cắt. Anh ơi, mì này sẽ được bảo quản trong bao lâu ạ? Và mình sẽ bảo quản thế nào anh? Phơi khô 100% là phơi nắng thì là mình để bảo quản trong vòng 6 tháng để tự nhiên. Mì gạo đã rất quen thuộc đối với tất cả mọi người trong cuộc sống rồi. Thế nhưng hương vị của mì gạo Châu Sơn như thế nào thì lúc này tôi đang rất muốn thưởng thức. Cái hương vị của gạo nó thơm rất là rõ rệt luôn nhá. Và bên cạnh đấy thì sợi mì rất là dai. Và một câu cuối cùng là rất là ngon anh ạ. Thị trường tiêu thụ: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Thái Nguyên. Sản lượng đạt khoảng 2.400 tấn đến 3.000 tấn trên một năm.